là mọi người, trong video này Ngọc Ánh sẽ quay cho quý vị một căn nhà được xây dựng độc lập, thiết kế duy nhất một căn thôi và đường ngõ thực tế như thế này, quý vị có thể nhìn thấy nhá. Đây là căn nhà, đây là đường ngõ ô tô. Căn nhà này thực tế mà nói luôn thì ô tô có thể lùi vào tận cửa. Cách thông số nhà như sau, hướng nhà là hướng đông nam. Mặt tiền của ngôi nhà 4m2. Căn nhà này sổ hộ khẩu thuộc Hà Đông. Và đây mọi người có thể nhìn thực tế sân trước nhà siêu rộng luôn. Với cái diện tích thực tế trên sổ đỏ chỉ được 30,4m. Tuy nhiên căn nhà này diện tích xây dựng thực tế luôn là 36m mọi người ạ. Phần căn nhà này thì đang là vào phần hoàn thiện. Ngọc Ánh chỉ quay sơ qua để gửi cho quý vị, bởi vì biết đâu có một số căn chưa quay thì đã bán, cho nên Ngọc Ánh cứ quay những cái phần gần như là cái căn nhà này là cũng òm òm rồi thì sẽ quay lên để gửi cho quý vị. Căn này được cái ưu điểm là lô góc hai mặt thoáng, hướng nhà là hướng đông nam, rất là mát đó mọi người ạ. Và nếu như để mà nói thì cái căn nhà này nó chỉ khoảng tầm 20 ngày nữa là xong hết, bởi vì bây giờ ấy là vào cái phần lắp thiết bị vệ sinh cũng như là phần nước sơn còn lại cuối cùng rồi. Quý vị ạ, là có thể dọn đồ về ở. Giá chào bán hiện tại của cái căn nhà này là 2 tỷ 550 triệu đồng. Bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị có nhu cầu. Với cái căn nhà này đường ngõ thực tế như thế nào, ở trên sổ cũng thể hiện như vậy cho mọi người biết. Và căn nhà thì không có bất kỳ một cái lỗi phong thủy gì cả nha mọi người, không bị lỗi thóp hậu. Và căn nhà này ưu điểm thiết kế cực kỳ là đẹp. Để khoảng tầm vài ba hôm nữa Ngọc Ánh sẽ quay một cái video ngắn ở phía bên trong nhà. Thực tế luôn thì nó còn đang ngổn ngang ấy mọi người ạ, cho nên em không quay được ở phía bên trong. Còn để một vài hôm tới nếu như mà chủ đầu tư đã hoàn thiện được đến 80-90% thì lại sẽ tiếp tục quay một video ngắn nữa để gửi tới cho quý vị. Cụ thể với cái vị trí nhà này thì chắc chắn là mọi người sẽ rất là tò mò đúng không? Vị trí của nó là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đường ngõ thực tế rất là rộng, xây dựng thiết kế là một căn, sổ đỏ đầy đủ, ban giao nhà luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị anh chị nào có nhu cầu cái căn nhà này 2 tỷ 550 triệu thì có thể vay được tối đa ngân hàng bao nhiêu ạ? Với căn nhà này quý vị có thể vay tối đa cho Ngọc Ánh khoảng tầm 1 tỷ 6, 1 tỷ 7, 1 tỷ 8. Nếu như quý vị thực sự quan tâm và có khả năng chi trả thì có thể vay tối đa được tầm đó. Còn không thì quý vị cứ yên tâm là vay tối đa được cho quý vị 50% giá trị nhá. Sổ đỏ đầy đủ sang tên luôn trong ngày. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin hoặc mua tại thời điểm này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nha Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0933 013 403 hoặc 0888 041 44 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị ở những video tiếp theo.